Hello, thưa mến chào các bạn. Lâu lắm rồi không có làm video xe đạp. Ngày hôm nay tiếp tục cái chương trình video xe đạp ha. Peter có giới thiệu cho các bạn một cái loại ruột mà Peter dùng, mà Peter rất là thích. Đó là cái ruột nó gọi là Tubolito. Là cái ruột này đây. Cái ruột màu cam. Trong những cái video trước á, các bạn coi là Peter cũng đã giới thiệu cái ruột này rồi. Thì cái ruột này á, Peter dùng, Peter rất là thích. Nó làm bằng cái loại mà nó gọi là TPU, Thermoplastic Elastomer, là một cái loại plastic mà co giãn được. Sau khi dùng cái này xong á, Peter mới thấy là ở trên mạng, mạng Việt Nam và mạng mạng của tàu á, AliExpress á, nó có bán một cái loại ruột cũng y chang như là cái chất liệu mà Tubolito này. Đó là cái loại ruột nó gọi là Right Now. Đây, cái hộp nó đây. Và nó là cái loại màu hồng. Thì Peter mới tò mò, Peter mới mua. Peter mua về, Peter mua cũng lâu rồi, Peter mua từ hồi tháng 10 năm trước. Và Peter đi Việt Nam đạp, thì cái hồi mà đi Việt Nam đạp thì Peter không có gắn cái này. Tuy nhiên về lại Mỹ thì Peter gắn cái này, Peter dùng. Tới ngày hôm nay cũng đạp cũng rất là nhiều với nó. Đạp có thể nói là 1.000 miles rồi đó. Và hiện bây giờ nó vẫn còn gắn ở trong cái bánh xe của xe đạp Conago của Peter. Sau một cái thời gian trải nghiệm với cái này, Peter thấy nó quá tốt đi. Cho nên ngày hôm nay giới thiệu cho các bạn luôn. Và cái này á, nó là cùng một cái chất liệu với lại cái Tubolito. Okay. Tuy nhiên cái giá nó rẻ hơn. Không những nó rẻ hơn mà nó còn nhẹ hơn nữa. Lát Peter sẽ cân và sẽ chia sẻ cái giá cả. Một cái hay nữa là khi mà nó lủng á, Peter bị lủng một lần trong nguyên cái giai đoạn mà dùng cái này tới ngày hôm nay, chỉ có lủng có một lần thôi. Và khi lủng như vậy á, mình có thể vá nó. Và đây, cái ruột này là cái ruột bị lủng nè. Peter vá nó và vá nó tới ngày hôm nay dùng nó vẫn ngon lành luôn. Cái ruột này nó như thế này, mở ra cho các bạn xem. Nó một cái loại plastic mà co giãn được. Và đây là cái hiệu của nó đây. Nó gọi là Right Now. Và cái tem nó cái stem mà Peter mua đây là cái kích thước 60, nó có bán ba kích thước 40 40 60 và 80. Peter chọn cái 60 là tại vì những cái nền bánh xe của Peter đó là 60. Thì đây là cái hộp của nó. Trong cái hộp của nó thì đơn giản thôi, nó nói là cái này nặng 36 gram nha. Trong cái hộp của nó thì nó cho mình một cái tờ giấy hướng dẫn cách sử dụng. Thật sự thì Peter cũng chẳng cần phải đọc cái này đâu, tại vì đạp xe đạp thì mình cũng ra rành mấy cái vụ này lắm rồi. Tuy nhiên trong cái đây á, nó cho mình một tờ giấy nó giới thiệu về cái chất liệu của cái ruột này, và nếu mà bị sự cố bị lủng thì mình vá như thế nào. Cái hay của cái này nữa là nó rất là nhỏ, mình có thể bỏ vô cái túi mà xe đạp. Đây là Peter có cái túi xe đạp, thì trong cái túi xe đạp này của Peter có đầy đủ đồ rồi. Nếu mà mình gắn cái ruột mà loại mà màu đen là loại bow tie mà thông thường mình hay dùng đây nè, thì bỏ vô đây á, nó rất là chật. Tuy nhiên với cái ruột này, Peter có thể bỏ hai cái ruột này vô cái túi này một cách rất là dễ dàng. Bây giờ quay máy lại rồi Peter sẽ cân cho các bạn xem nha. Ok, thông thường chúng ta hay dùng cái ruột màu đen này. Thường thường á, khi mà mình đạp á, là mình sẽ gắn hai bánh xe đằng trước đằng sau và một cái bánh sơ cua, một cái ruột sơ cua để đem theo phòng hờ trong cái giai đoạn mà nếu mà bị lủng ở giữa đường á, thì mình có mình thay. Thì cái trên một chiếc xe đạp của mình á, lúc nào mình cũng có ba cái này. Thì bây giờ Peter sẽ cân một cái này cho các bạn xem ha. Nó nặng là 130 gram. Cân lại cái nữa. Wow, 130 gram. Nếu mà Peter cân cái Tubolito, cái loại này á, là cái loại mà nó bán ở trên Amazon. Đây là cái hộp của nó đây. Cái Peter có làm cái giới thiệu của cái này rồi, thì để Peter cân cái này coi nó như thế nào. Cái này 42 gram. Còn cái mà Peter giới thiệu cho các bạn á, là cái Right Now, là cái màu hồng nè. Thì cái này cân là bao nhiêu? 32 gram. Các bạn thấy nó nhẹ không? Cái thằng này nó hay đến nỗi mà trên cái hộp của nó ghi là 36 gram, nhưng mà khi mà mình cân nó thực tế nó chỉ có 32 gram thôi. Có nghĩa là cái thằng này nó nhẹ hơn cái thằng Tubolito này tới 10 gram.
nó nhẹ hơn cái thằng này tới nó nhẹ hơn tới 98 gram. Cho nên các bạn thấy cái sự khác biệt giữa cái trọng lượng không? Thì bây giờ như vậy, nếu mà mình đi xe đạp mà mình phải đem ba cái này thì 130 gram nhân cho 3, 390 gram. Ok, mình phải đem ba cái này là tại vì bánh trước một cái, bánh sau một cái và một cái sơ cua. Trong khi nếu mà mình đem ba cái này, bánh trước một cái, bánh sau một cái và một cái sơ cua là coi như mình nhân 3 đi là 96 gram. Mình chỉ có 96 gram thôi. 390 trừ cho 96 gram là mình tiết kiệm được 294 gram. Thì thưa các bạn á, là khi mà mình đạp xe đạp mà mình tiết kiệm được 294 gram á, là các bạn có thể tưởng tượng là cái xe đạp mình nó sẽ nhẹ hơn rất là nhiều. Mà đây là một cái sự gọi là tiết kiệm trọng lượng của xe đạp một cách hữu hiệu nhất, một cách rẻ nhất. Bây giờ Peter sẽ nói về giá cả nha. Thông thường á, mình mua một cái ruột này thì nếu mà mình mua mà thông thường á, mà mình mua một cái thì khoảng 5 đô, nhưng mà nếu mình mua số lượng 5 10 cái thì tính ra thì khoảng chừng 4 đô, cứ cho là 4 5 đô một cái này đi. Mua cái Tubelito là cái loại này á, rất là mắc nha. Cái loại này á, là tới 28 đô, nhiều khi tới 32 đô. Hiện bây giờ nó đang bán 32 đô trên trên Amazon á. Tuy nhiên có nhiều khi nó sale thì mình có thể mua 28 đô. Thì các bạn thấy á, là cái loại này nó rất là mắc nè. Trong khi á, cái thằng này á, các bạn có thể lên AliExpress mua. Hiện bây giờ nó đang bán 7 đô một cái. Nhiều khi tới cái mùa sale các bạn có thể mua 6 đô, hoặc là nếu mà các bạn mua một bó 5-6 cái này á, các bạn trả cái giá rẻ hơn. Thì như các bạn thấy á, là tiết kiệm rất là nhiều tiền. Tuy nhiên á, Peter có thể khẳng định với các bạn là cái này dùng rất là tốt, là tại vì Peter đã đạp cả cả ngàn miles rồi. Thì sau cái đoạn này á, các bạn sẽ thấy những cái lúc mà Peter đạp, Peter sẽ giới thiệu cho các bạn luôn và cho các bạn thấy cái trải nghiệm thực tế của Peter luôn. Tới ngày hôm nay là sau 6 tháng rồi Peter mới mới giới thiệu cho các bạn cái này. Dựa trên ba cái này thì cái này các bạn thông thường mua là 4 5 đô, cái này rất là mắc 28 đô, cái này 7 đô. Thì như các bạn thấy là 7 đô với cái giá 28 đô này, các bạn có thể mua 4 cái này. Và thưa các bạn á, Peter hiện bây giờ đang đạp bánh trước và bánh sau của chiếc Conago á, là bánh đằng trước là cái ruột này và bánh đằng sau là cái ruột này, mà Peter đạp cả tháng nay rồi chưa có cái nào bị lủng, chưa cái nào bị hư hết. Thì chứng tỏ cho thấy là cả hai đều tốt. Tuy nhiên mình mua 4 cái này mới bằng một cái này. Cho nên tới ngày hôm nay Peter sẽ không có mua cái loại Tubelito này nữa, mà mua cái loại này để dùng. Các bạn ở Việt Nam thì các bạn lên Shopee mua, hoặc là lên Lazada mua. Peter thì mua ở AliExpress, nó gửi thẳng về nhà Peter. Và Peter có giới thiệu cho rất là nhiều bạn bè của Peter ở trong nhóm Velo Việt đạp, và họ mua và họ dùng tới ngày hôm nay họ rất là hài lòng. Chia sẻ kinh nghiệm thực tế cho các bạn nào chơi xe đạp mà cần có những cái ruột xe mà tiết kiệm được trọng lượng, và tuy nhiên phải nó phải bền và nó phải tốt, trong lúc mình đạp mình không có bị lủng bậy bạ. Thưa các bạn, là cái này nó giữ hơi cũng tốt luôn nha, không có bị mất hơi. Mà Peter nhiều khi để cái xe đạp một hai tuần luôn mà chỉ cần có bơm lên một tí xíu thôi là vẫn đạp như thường. Cái này á, nó có cái bộ vá nữa. Ok, mình có thể mua cái bộ vá. Tuy nhiên Peter dùng cái vá của Tubolito này, vá nó cũng được, là tại vì cái chất liệu của cái thằng này với thằng này nó cùng một một chất liệu luôn. Bây giờ các bạn theo dõi cái video những cái ngày mà Peter đạp với cái ruột này. Sáng giờ Peter đạp được 35 miles. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên Peter đạp với lại cái ruột màu hồng, đó là cái right now á. Thì thưa các bạn là cái rolling resistance very good. Peter cảm thấy nó không có bị kháng cự lại ha, có nghĩa là khi mà mình đạp á, cái kháng cự lăn á rất là tốt. Cái ruột này là cái ruột màu hồng, nó có cái stem màu đen. Peter mua cái ruột này á, nó là cái kích thước 65 cho cái vỏ, cái niềng xe compact Nolo của Peter là 40, thì 65 là vừa. Nó có bán cái dài hơn cho người nào mà đạp cái niềng dày hơn, và nó cũng có cái 40 nữa cho ai đạp cái niềng nhỏ hơn, nhưng mà Peter mua cái này. Thì nếu mà các bạn thấy ai mà đạp mà có cái nắp màu hồng này thì là cái right now. Và thứ hai nữa là đây là cái dấu hiệu của right now nè, nó có cái gioăng đây nè. Mình khi mình gắn vô rồi mình gắn cái gioăng này vô thì nó giữ cái này, nó không có bị lúc lắc thế thôi.
Thì ngày hôm nay á, Peter đạp với lại cái ruột này trước và sau luôn. Đây là Peter gắn sau nè. Thì sáng giờ đạp rất là tốt luôn, đạp rất là lướt, rất là Peter có thể theo kịp nhóm anh em Velo Việt. Nó rất là nhẹ nha, nhẹ, nó có 32. Hello anh, đây là Tuấn Ngọc number 2 đó, anh Tuấn Ngọc number 2 đó. Thì một lần nữa Peter nói là cái ruột này đạp rất là good, mà nó có 7 đô à, trong khi nếu mà mình mua cái ruột màu cam á, Tubolito á, nó tới 28 đô là. Peter cảm thấy cái này rất là good nè, sáng giờ đạp chưa sao, không biết là nó sẽ bền như thế nào. Rồi mới đạp xong 70 miles thành công. Cái ruột Rhino màu hồng này đạp rất là ok, tăng tốc rất là tốt. Cái rolling resistance á, nó rất là tốt, nó nhẹ, nó không có bị rolling resistance, nó không có kháng cự lại. Bây giờ ngày mai á, Peter sẽ kiểm tra lại coi nó có xì hơi không, để qua đêm cái hơi của nó như thế nào, nó có giữ hơi không. Peter sẽ đạp thêm vài ngày nữa rồi làm cái video để chia sẻ cụ thể luôn cho các bạn. Nếu mà ai thích cái ruột này cũng có thể mua để dùng vì nó rất là nhẹ. Peter nói là sẽ kiểm tra lại coi cái ruột xe right now nó có giữ hơi không. Mà thưa các bạn là từ hôm mà đạp chủ nhật tới bây giờ, ngày hôm nay là thứ bảy, có nghĩa là 6 ngày liên tục rồi không có đạp. Thì bây giờ coi là cái hơi nó còn trong bánh không nha. Peter bóp thì thấy là nó không có xì, vẫn còn hơi rất là nhiều, tí xíu à. Nếu mà nó có mất hơi thì Peter nghĩ là chắc nó mất khoảng chừng 5-10 PSI thôi. Thì bây giờ Peter sẽ lấy cái bơm và bơm lên. Peter có thể khẳng định với các bạn là cái ruột right now này nó giữ hơi rất tốt luôn. Cái bánh đằng sau của Peter á, là thông thường là Peter bơm 80 và bây giờ nó còn 60-65, có nghĩa là nó mất đi chút xíu, không có đáng kể, bơm thêm chút xíu. Thì thưa các bạn là sau 6 ngày không đụng tới xe đạp mà nó mất đi 10 PSI, có nghĩa là cái ruột này cũng khá, giữ hơi rất là tốt luôn, không có bị mất hơi. Các bạn ơi, Peter đã xong 40 miles ngày hôm nay thì đạp rất là tốt luôn, không có vấn đề gì hết. Một cái mà Peter cảm nhận á, là nó đạp nhẹ hơn cái ruột, cái loại rubber đó, nhẹ hơn, đạp lướt hơn và tăng tốc tốt hơn. Tuy là ngày hôm nay chỉ đạp có 2 ngày với cái ruột này, tổng cộng khoảng chừng 120 miles, là gần 180 cây số rồi. Thì Peter có thể highly recommend các bạn cái ruột right now này. Cái xe này Peter đã treo ở trên trần garage cũng 3 tuần nay rồi. Thì hôm nay trải nghiệm để coi là cái ruột này nó nằm ở trong cái vỏ xe này sau 3 tuần thì nó có vấn đề gì không ha. Và trải nghiệm tiếp cho các bạn cái ruột right now là màu hồng đây. Bây giờ Peter sẽ bơm lên chuẩn bị đạp với lại anh em Velovit đây. Hôm nay là lần thứ 8 và cũng là tuần thứ 8 luôn Peter đạp với lại cái ruột màu hồng nè, cái ruột right now nè. Sáng hôm nay sau khi để nguyên chiếc xe đạp này một tuần luôn, nguyên tuần nay Peter không có đạp tại vì bận công việc từ hồi chủ nhật vừa rồi. Hôm nay là chủ nhật, coi như là 7 ngày mà sáng nay Peter kiểm tra lại hơi trong cái ruột này thì rất là tốt, nó chỉ có mất đi khoảng chừng 5-6-7 PSI thôi. Peter bơm lên con tí xíu thôi là bây giờ chuẩn bị để đạp tiếp với lại anh em nhóm Velo Việt. Có nghĩa là thưa các bạn, cái ruột màu hồng right now này chứng tỏ cho thấy là nó giữ hơi cũng rất là khá tốt. Và tới ngày hôm nay Peter có thể nói với các bạn là nó rất là bền. Lý do Peter chưa có làm cái trải nghiệm video này là tại vì Peter muốn dành nhiều thời giờ với nó, đạp nhiều để cho các bạn thấy cái sự thực tế luôn, chứ không phải là mình đạp một ngày hai ngày xong rồi mình nói là nó ngon, không có. Peter đạp một bữa rồi giờ rất là nhiều và Peter để cái ruột này trong cái vỏ này tới ngày hôm nay là 2 tháng rồi,
hơn 8 tuần luôn rồi mà nó vẫn ngon lành. Hôm nay đạp thêm với lại Velo Việt, hôm nay thì cái chặng đạp là khoảng chừng 60 miles, có thể Peter sẽ làm thêm một chút xíu. Peter cố gắng làm khoảng chừng 70-80 miles thì trải nghiệm cho các bạn tiếp và chia sẻ cái kinh nghiệm với cái ruột này cuối cùng luôn ha, để các bạn nào thích chơi cái ruột này thì chơi. Tại vì ở Việt Nam mua cái ruột này khoảng chừng lúc mà Peter mua là 7 đồng một cái, nhưng mà lâu lâu nó hạ giá, nó on sale, mình có thể mua khoảng chừng một bó khoảng chừng 4-5 cái thì cái giá nó rẻ hơn. Peter highly recommend. Tới ngày hôm nay Peter hoàn toàn là hài lòng với lại cái ruột này. Cái kết luận của Peter từ ngày mà Peter mua cái ruột right now nè, mua từ hồi tháng 10 năm ngoái mà dùng tới ngày hôm nay là rất là nhiều rồi, đạp cũng rất là nhiều với nó, trải nghiệm đủ thứ hết đó, đạp dốc, đạp đường xa, rồi tăng tốc, rồi đủ hết á. Thì Peter có thể chia sẻ với các bạn là cái ruột này, cái ruột hồng này nè, là cái ruột right now này nè, là highly recommended. Ok, nếu mà các bạn nào mà muốn có một cái ruột mà bền tốt, dùng gọi là ngon hơn, có thể Peter có thể nói là nó ngon hơn cái ruột loại màu đen mà mình hay dùng đó, thì có thể mua cái này. Cái này mình mua ở bên Việt Nam nha. So sánh cho các bạn thấy hai cái khác biệt luôn. Cái này là cái màu cam của Tubolito, còn cái này là cái màu hồng của Right Now. Thì nó, nếu mà nói so sánh thì Peter thấy là nó giống nhau về chất liệu. Tuy nhiên cái này mắc hơn gấp 3 lần. Mình có thể mua cái này, ba cái này với cái giá tiền của một cái này. Và Peter đã thử rồi nha, cả hai đều tốt. Peter không có nói là cái này dở, tuy nhiên cái này mắc hơn. Tại sao mình phải trả tiền mắc để mà mình mua ha? Cái này rất là ngon luôn. Ok, các bạn có thể lên ở Việt Nam thì các bạn mua cái này ở trên Shopee hoặc là Lazada. Peter thì Peter order cái này ở AliExpress nha. Ngon lắm các bạn, highly recommend. Hiện bây giờ một cái bánh của Peter vẫn còn một cái ruột này, còn cái bánh đằng sau của Peter là Peter đang trải nghiệm một cái ruột khác nữa, thì Peter sẽ làm cái video trải nghiệm cái ruột kia sau một thời gian trải nghiệm. Tuy nhiên cái này Peter vẫn đạp mấy tháng nay với cái bánh đằng trước nè. Với cái ruột này thì tuyệt vời luôn, giữ hơi tốt luôn. Ngày hôm nay Peter ra đạp mà cái hơi của bánh xe vẫn còn nguyên, không có bị xì. Nguyên tuần nay Peter đạp ở nhà mà không có đạp ra ngoài đường mà cái hơi của cái vỏ xe vẫn còn rất là tốt. Cho nên một lần nữa kết luận cái video này là các bạn đừng có chần chờ, đừng có ngần ngại. Nếu mà các bạn cần một cái ruột ngon, bổ, rẻ mà nó rất là nhẹ nha, thì các bạn có thể mua cái này. Peter khẳng định với các bạn là cái này rất là tuyệt vời luôn. Nó nhẹ lắm, có 36 gram thôi. Thế ha, cái này cho bánh 25, 28. Nếu mà các bạn dùng 25 cũng được. Tuy nhiên không có dùng cho cái vỏ bự hơn 28 nha. Từ 28 cho xuống thôi. Rồi, thân mến chào các bạn. Hẹn các bạn trong cái video sau.